Anh báo giá cái này cho anh em tham khảo thế được không? Báo giá cái này cho anh em tham khảo thế. Cái này có 35 triệu. 35 triệu à? Vâng. Rồi. 35 triệu là ở đây tại đây có xe dịch không? Không, không à? 35 triệu rồi, một cây xanh cũng rất là khủng đó. Vâng. Được chủ nhân báo giá 35 triệu. Rất là khủng rồi. Cái này có độ lắc rất là khó đấy nhỉ. Ba mươi lăm triệu một cây xanh như thế này, làm bao nhiêu năm mới được cái cây như thế này? Cây này mình nếu bạn làm mà biết chơi cây, sửa đi một chút thì có thể thành được những cây giá trị, cực kỳ giá trị, bởi vì cái cốt của nó này cũng rất là đẹp. Độ lắc rất là khó này. Tiếp tục cái cây xanh thứ hai, cái này chắc có lẽ là rẻ hơn. Đây, các bạn nhìn lại một lần nữa cái cây xanh 35 triệu nhìn từ xa nhé, để xem cái dáng của nó như thế nào, tổng thể cái dáng của nó như thế nào. Một tác phẩm hoa giấy tím.
một cái tùng La Hán rất là đẹp, phải nói là tuyệt đẹp. Nhìn thân thì rất là mềm mại, tay cành thì rất là côn, cũng cân đối với thân. Những tác phẩm bày bán ở chợ cây như này mà phải nói như được cái cây như này thì rất là đẹp. Mà giá thì mình nghĩ chắc cũng là dễ mua thôi. Tiếp tục. Những cây bonsai mini cũng rất là đẹp. Cây lộc phương này cũng già đấy nhỉ, đẹp đấy. Vẫn chưa nấy cả. Cây như này thì bao nhiêu thì anh bán được? 35 triệu. 35 triệu. Cây này rất là già này, đẹp này. Đây cũng là cây lộc vừng anh nhỉ? Vâng. Lộc vừng cây này đẹp này. Đấy. Cái này chắc cái giá là mềm hơn cái kia nhỉ anh nhỉ? Đắt hơn. Cái này đẹp đúng không? Dáng đẹp. Hỏi vậy thôi chứ. Cái này dáng đẹp đấy. À. Một tác phẩm lộc vừng nữa cũng rất là đẹp. Nè, nhìn. Cây này có lẽ cũng không quay lâu.
Đây thì đúng là những cái hàng chợ. Đình Sam. Và giấy cũng rất đẹp, chẳng thua kém gì những tác phẩm triển lãm.